starting route to 2712 Southwest Butterfly Lane. In 4.9 miles, keep right onto I-264 West toward Portsmouth. 12 tiếng đồng hồ tới. Giờ mấy giờ? Giờ 12 giờ rưỡi, khoảng 1 giờ tới. Đi nếu mà ghé đi bathroom rồi này kia nọ luôn. Cái này giờ sáng, 3 giờ. 1, 2 giờ sáng tới. Đường xá nắng đẹp, không nếu đang bị dịch bệnh rồi này kia nọ chắc không có kẹt xe mấy. Welcome to North Carolina, tới tiểu bang North Carolina này nha. Có chỗ đi tiểu, mang về mang giáp vô chuẩn bị xuống đi tiểu ha. Yep, mình đang ở North Carolina. Chỗ đi tiểu rất là sạch đẹp. Bữa nay còn dịch bệnh cho nên mỗi bạn có một cái khẩu trang ở trên ha. Mà phát dẫn chó đi đấy đi. Không có đụng gì hết trơn nha. Đi thôi về vô đi tiểu xong rồi ra về. Chỗ đi tiểu ở đây rất là sạch sẽ. Lấy đồ ăn ra, đồ ăn trong trái cây với nước nó nằm trong này. Xe đây con. Để em nói luôn đi rồi khỏi mấy công xin. Có đồ ăn hết rồi ha. Đi tiểu xong hết rồi ha. Này con nguyên con ăn nguyên bọc nho luôn. Ngon quá. Mấy bên kia là để dành cho xe tải đậu. Mấy bên này là xe nhỏ nhỏ đậu. Củ sáng chấm mưa tây ninh. Gió hơi lạnh chút xíu, đường xá vắng vẻ không có kẹt xe tại vì bà con chốn dịch bệnh ở nhà hết trơn, không ai đi ra ngoài đường hết trơn. Gọi là xe vận chuyển mấy xe mới. Ủa mà xe này có bản số rồi, chắc xe cũ luôn rồi, xe mới, xe cũ hoặc xe mới luôn, một chiếc xe tải thì chở được. Gước mắm mì mua cà phê. Yeah.
giải tán mấy cái này đi nhá. Cái chơi ngủ sướng quá ha. Sáu giờ rưỡi chiều mà ngày sáng á. Thôi chỗ này là sao con lên này biên giới này nè, đi qua cái cầu này là cho nhà này mà. Sông ngồi với biển nó nhiều. Tiểu bang này nó ấm áp, nó mát mẻ hơn cho nên nó có mấy cái cây cọ, cây dừa này nè. Sản xuất mấy cái máy ủi. Ủa sao máy bay ở đậu đó vậy? Vô nó nhốt luôn. Mình đi từ vị trí nhà cái nó kia đi luôn. New York là nó hốt luôn. Hả? Nếu mà New York là nó chụp đầu vô rồi. Mình nói New York là thấy mẹ rồi. Mình đi mình coi đường cho biết nhớ đường. Đó. Mình đi 95 South Daytona. Continue on I-95 South. Jacksonville, Florida. Đẹp không? Cái cầu bên này đẹp đâu hả là? Đẹp. Tới thành phố Jacksonville rồi. Thêm chừng 3 tiếng nữa là tới nhà con Linh. Right turn at the end of the road and then your destination is ahead on the left. Cái nhà này. Nè, xe của
You have arrived at your destination. The route guidance is now finished. Ở đây, nhà bên này đây. Chắc quên đóng cốp xe gì đó. Tới chỗ 1 giờ gửi. Hiến nhau, hiến nhau, hiến nhau, hiến nhau. Hiến nhau, hiến nhau, hiến nhau. Cao hơn cô Linh rồi. Thì không cao hơn cô Linh rồi kìa. Phát phát đâu phát cao hơn cô Linh chưa? Em nhớ hồi đó nó nhỏ xíu. Có phát cao hơn cô Linh không? Trời phát cao hơn luôn rồi. Còn Phó Lạ. Phó Lạ cao hơn cô Linh không? Phó Lạ. Trời ơi, chó cũng cà nanh nữa. Coi, bỏ nó xuống đi. Cái gì vậy?